Đây, tiếp theo đây, một chiếc xe này nhá. Con này nhá, lại xuống. Anh ơi, máy nó phải nghe mỗi tiếng bô thôi. Tè tè nhá, tiếp. Tè tè giờ thì cũng mười mấy triệu. Anh Phùng Văn Khánh đang hỏi X đi. Đây, có luôn một chiếc chở X đây luôn ạ. Con nói nhầy con nào, gấp hai lần thế không, con nào, alo. Đây, Đức Thắng ạ. Anh chắc anh đang hỏi anh, con Liberty. Anh cứ liên hệ vào video làm phát trực tiếp này các bạn, thấy trực tiếp đã có nhắn tin riêng. Rất nhiều xe mới về nhá, chưa kịp đăng like đã có người anh em dặn trước nhá. Nếu mà anh em dặn trước cái cọc được về anh em to cọc luôn, đỡ phải lên like. Lên like nhiều lúc giá gạo nhau là rất khó làm việc. Đấy. Nhiều lúc là thế thôi, nhưng nhiều anh em cũng phải giá gạo đấy. Nhưng qua con CD ấy mà tranh nhau mua, chết rồi. Vậy phải xin lỗi ông anh. Đấy, con CD cũng phải tranh nhau mua. Anh Khánh Trần ơi, con Vision đấy là biển 29B Ba Đình đấy anh ạ. Biển Ba Đình. Vâng, đít 39, em chỉ nhớ đít 39 thôi. Anh tín anh xem lại anh Khánh Trần hộ em cái với nhá. Tiếp theo con này. Vâng, con này biển 2010, biển 30K7, 95995. 14 triệu anh em nhá. 9596. 14 triệu, có bóng này. 14 triệu anh em nhá. Anh em rất thích. Vâng, tiêu chuẩn X. Tiêu chuẩn X bán anh em 14 triệu. Máy chạm anh nhá. Thế cơ xe để đấy nó đồ sơn zin nguyên bản nhưng máy chạm rồi. Vâng. Đấy. Anh Phùng Văn Khánh nhá, anh xem con này có ok không? Xe này. Đấy, xuất sát một chút tem sẽ đi xe. Mấy triệu là bình thường thôi. Mới về cửa hàng, mới về tại cửa hàng nên năm ra là cũng gọi là vừa vừa thôi, future X cũng vừa vừa thôi anh em nhá. Coi máy con này thì chạm rồi, future X. Máy được cái chạm nhưng bây giờ nó cũng chất lượng, chất máy chất. Xe ga ABS tầm 30. Anh Lê Đức Thắng ơi, em không thể cho số điện thoại ở trên này được nhá, bởi vì thật sự ra nhiều lúc là chính thức. Anh em có nhu cầu liên hệ hãy liên hệ vào video đang phát trực tiếp hộ cái. Vì là nhiều lúc vào mình cho comment như này phát anh em nhiều lúc chưa không nghỉ chụp cuộc gọi nhiều lúc cũng... đấy lúc anh em đấy rất hay tình thương mến thương cứ gọi điện nói chuyện nhưng mà không phải gì đâu để nói chung like này phải nghỉ đấy cho cái điện này lại nói tiếp nữa thì mà khô cổ bỏng họng không được đấy, một giọng nha, tất cả ca sĩ anh em phải giữ giọng, anh em hết sức thông cảm, rất là yêu quý mọi người, nhưng mà anh em có nhu cầu hãy vào Zalo nhé, mình sẽ có một số Zalo riêng. Trước đây mình hay buôn chuyện với một số khách hàng rất là yêu quý, bây giờ không dám vừa like xong mà buôn nữa thì không thể like được tiếp theo. Không thể like được ngày mai. Làm nhiều mà làm liên tục như vậy. Rồi một chiếc 82 được 270. Nếu biết bên mình cứ gửi Zalo cho mình nhá, nói chuyện trên Zalo mình sẽ nhắn tin tất cả những cái gì mình Zalo. Còn giọng mình sẽ nghỉ. Phải nghỉ để hôm sau còn chiến đấu tiếp. 82 270 anh em nhá, biển 31204H9. Đây, anh cho em một vòng bên này đi. Này mới về đúng không? À không, con này còn mà. 31204H9 cúp ấy, trên cúp ấy anh. Này xấu quá nhỉ. Xấu lắm. Xấu lắm. Con này tăng mùi lại. Không xe dọn. Không. Toán. Xe của ai à? Người xấu lắm. Xe cửa ở đây không? Không phải xe nhà mình nhá, xe đến bán thì để đây. Mình kim cứ màu nâu màu vàng màu trắng giống mặt em. Ok, anh. Nhanh nhanh. 3 giờ sáng rồi đấy. Chào anh em trên live Hoàng Kiên nhá. Lâu lâu thì lên chợ bán cho Kiên con xe. Xe đi, quảng cáo đi. Xe chạy có hơn vạn rồi, lốp trước vẫn zin ông trục chưa tháo. Rồi. Không một giọt trên ta nào luôn. Rồi. Dành cho anh em mệnh kim. Đấy. Xe nó quá đẹp luôn. Rồi. Mệnh mộc thôi nhá anh em, mệnh mộc mấy chị em canh thân canh hủng đừng có động vào. Mẹ yên nó còn gần như mới luôn. Để nó khổ ra. Anh em mệnh mộc thôi, màu trắng này không hợp đâu. Anh 10 với Hoàng Thiệp bao nhiêu? Đấy, anh em đang bảo 19 rưỡi. Ừ. Hoàng Thiệp bây giờ sao rồi? Tôi bảo anh là 18. 19 rưỡi. Xe nó chỉ được mấy trăm thôi, nó lo ha hậu đấy. Sao vừa nãy bảo 18 mấy? Xe đẹp rồi. Xe nó quá. Tiên ơi, xe nó quá đẹp. Vẫn cô đâm ăn rồi. Tí sơn là luôn. Không một tí sơn là luôn. Lốp trước còn. Lốp trước ốc trục còn chưa tháo. Xanh vẫn zin đúng không? Zin hết mà. Đã bảo con xe này không bị sơn một tí nào luôn. Đôi giường vẫn còn.
bao công này nhiều lúc chọn xe đẹp phết đấy, nhưng không, mà giá mẹ nhấp người luôn. Mấy ông bao, mấy ông bao công. Xe nó quá đẹp mà như này nó quá khủng luôn. Anh 10 trắng. Bây giờ em này biệt tay anh. Lốp vận zin. Trước vận zin mà. Toàn nước 14 hay 13. Ốc trục trước còn chưa tháo cả. Máy ngon luôn. Xe nó là chấm hết đấy. Giá bướng ấy. Nhất người bán ra này cậu 21 triệu. Hoa hậu với người mẫu nó phải khác chứ đúng không? Mày bị điên rồi. Mày bị điên rồi, bán cái xe này 21 triệu về chị chửi anh gần chết. Mẹ mày bảo ông khôn ngoan nào, mẹ mua Hoàng Kiếp nó 21 triệu. Rồi bình thường em nhập vào bình thường, xe bình thường nhập vào 16-17 triệu, về bán là 18-19 thì nó hòm đấy. Thôi 1985 là hợp lý, về em cộng đôi thôi, triệu thế cho tình thương mến thương. Thôi thế thì thôi. Đã gọi là 19 triệu được mấy trăm anh em vào việc. Tớ thì nó nhanh. Không, anh em đúng 19 thì được mấy trăm thôi. Anh em nói đây, tớ nói bán là bán, lên là bán. Xe đặc sắc luôn. Không có gì phải chê. Không chê luôn con này luôn. Không được phép chê. Nói chung là chất lượng. Xe này một chiếc xe đi 5 năm không hả? Anh em chào anh em. Chào tất cả anh em trên Lai Hoàng Kiên chưa? Đấy, thân bài, đầu bài, thân bài kết luận. Đôi khi, bác trưởng đoàn nó vào, bác phải chào, không có cái gói. Đấy. Cậu em 2 triệu nhé, 19 triệu cộng 2 triệu 2013. Xe chất lượng cao. Yên ghế lái rất đẹp đây, ghế lái còn zin. Đẹp. Một chiếc xe đi vào huyền thoại. Biển Thanh Xuân, đúng không? À, nhìn cái nút công tắc nó chưa vấn đề gì. Máy nổ thì thầm mùa xuân. Cái xe của anh 10 con nào em thấy nó được cái là giá thì anh em đương nhiên đẹp đúng không ạ? Mình bán luôn. Bán luôn, mới tinh tươm luôn anh em ạ. Con này mới tinh tươm luôn, mới về nha anh em nhá. Nói chung là nó mà xe máy cũ mà mình luôn luôn phải làm được cách nào mà ghim trong đầu khách hàng là đã nói xe máy cũ phải liên quan đến Hoàng Kiên. Không có Hoàng Kiên trong đấy được. Đấy mình ghim trong đầu. Mình làm nói chung là nó là đẳng cấp nhất có thể rồi. Không còn có dụ chỗ nào hơn nữa rồi anh em ạ. Đã nói về Hà Nội đấy, 1.300 cây mình mà không làm được đấy, anh em làm khó làm đấy. Chỉ còn cho mấy giây mình biết con xe nó là bao tiền rồi. Bệnh gì rồi. 1.300 cây nha anh em nhá. Anh em quay gần cho em anh nhìn mới không anh em nhìn mới không ạ? 2023 biển 29 nó là tiền nào của đấy. Đấy 27639 cũng không phải là 49 mà là 39 đấy, biển đẹp 30. Anh em nhá, anh em đến đây đã quay gần cho em này, anh em nhìn này, 1.300 cây. Tháng 5 2023 nhé. Mình bán ra cho anh em con này là 31.500. 31.500 anh em nhé. Cái này dành cho anh em mệnh thủy, mệnh mộc, mệnh hỏa, mệnh thổ thôi. Anh em nếu mà anh em nào mà mệnh hỏa, mệnh thổ đừng mua. Đấy mình đi khuyên chân tình, mình nhìn một chiếc xe nó liên quan đến sự may mắn. Đấy. Mới 1.300 cây, xe này chỉ phục vụ đối tượng khách hàng của mình là những khách hàng không có hộ khẩu Hà Nội hoặc các chuyên gia nước ngoài hoặc những anh em nào thật sự có muốn có xe đi mà đỡ lỗ, chính thức là anh em tính tiết kiệm về tiền. À, nó là mới tinh, nó là new. Đừng bao giờ nói xe cũ ở đây. Đây. Rất là mới nha anh em. Rất là mới lắm. Trắng nõn. Hơn 1.000 cây. Không được phép chê. Hầu như không lỗi nha anh em nha, những xe này không có lỗi, không được phép chê luôn. Đây con Jim này nên chậm mua này đúng không? Em à, chào em. Thôi nghỉ rồi, muộn rồi. Đẹp ơi. Muộn. Các ca sĩ chuẩn bị nghỉ. Vâng, một chiếc Dream Thái nha anh em. Xe này mình cũng bán ra nhé. Trước mình bán ra là cho anh em là 22 triệu. Mình vừa mua lại 17 triệu. Một khách hàng. Đấy. Trước mình bán ra. Vâng, đồ 1997, 1998 anh em ạ. Mua là... trước là mình bán ra 22 triệu nhé. Với mới mua lại cho một anh em khách hàng là 17 triệu. Mua 17 triệu cộng cho anh em 2 triệu rưỡi nhé. Thật sự anh em nào mà thật sự đúng vị. 9 triệu 500. Hay bao nhiêu? Đầu máy 807 mình bán ra đều mình đều có thể mua lại nhá. Anh em có nhu cầu vẫn mua lại bình thường. Đấy. Chiếc Dream Thái anh em biển 29H46491. Mua 17 triệu cộng 2 rưỡi nha anh em nhá. 19 triệu 500 một chiếc Dream Liberty ABS 23 triệu. Bán rồi anh ạ, bán rồi.